Xin chào, các em đang đến với chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng làm một đề bài mà có một nhận định về đoạn trích cảnh ngày xuân, trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du nhé. Đoạn trích và đề bài đó như sau. Về cảnh đất trời vào xuân trong đoạn trích cảnh ngày xuân có ý kiến cho rằng từ cặp lục bát thứ nhất sang cặp lục bát thứ hai có sự thay đổi của mạch thơ. Riêng cặp lục bát thứ hai đã thể hiện tài tình nghệ thuật thi trung hữu họa và nêu ý kiến của em về nhận xét trên. Trong đề bài này thì chị sẽ tập trung hướng dẫn các bạn làm phần thân bài nhé. Còn phần mở bài và kết bài thì các em cứ dựa vào bố cục chung. Đó là mở bài thì phải dẫn dắt và nêu được vấn đề, trích được nhận định. Kết bài thì các em phải tổng kết lại vấn đề, có thể thêm những cái liên hệ mở rộng của bản thân mình nữa nhé. Cụ thể về phần thân bài thì với chị sẽ làm với một số những ý sau đây. Thứ nhất, luận điểm đầu tiên là chúng ta sẽ đi khẳng định ý nghĩa của nhận định này. Đây là một nhận định đã khá là tường minh rồi, cho nên là thay vì giải thích từng từ khóa thì chị sẽ đi khẳng định lại ý nghĩa của nhận định này, xem nhận định xoáy sâu vào yếu tố nào của đoạn trích cảnh ngày xuân nhé. À, chị sẽ khẳng định được rằng là trong truyện Kiều nói chung và trong đoạn trích cảnh ngày xuân nói riêng thì mạch thơ có sự thay đổi linh hoạt ở cả đối tượng miêu tả và nhịp điệu câu thơ. Cụ thể hơn thì trong 4 câu thơ đầu của đoạn trích cảnh ngày xuân có sự thay đổi linh hoạt ấy, từ chiều kích thời gian sang chiều kích không gian, từ hình ảnh riêng sang toàn bộ bức tranh thiên nhiên. Và đặc biệt, riêng cặp lục bát thứ hai đã thể hiện tài tình nghệ thuật thi trung hữu họa trong câu thơ, nhưng diễn tả các yếu tố về hình ảnh. Đây là những hình ảnh trong một câu thơ, nhưng những hình ảnh đó lại được diễn tả với các yếu tố về màu sắc, bố cục, hài hòa như trong một bức tranh. Thi trung hữu họa có nghĩa là trong thơ có họa, trong thơ có những yếu tố của hội họa, và đọc câu thơ lên, người ta hình dung được như một bức tranh đang hiện lên trên trước mắt mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi dựa vào đoạn trích cảnh ngày xuân để chúng ta chứng minh cho sự đúng đắn của nhận định này nhé. Trong đoạn trích cảnh ngày xuân, chúng ta sẽ thấy được đó là chúng ta sẽ xoáy sâu vào 4 câu thơ đầu mà nhận định này đề cập đến. Thứ nhất, sự biến đổi của mạch thơ trong 4 câu thơ đầu này. Thì mạch thơ để làm được rõ sự biến đổi, chúng ta sẽ đầu tiên chứng minh được là trong 2 câu đầu thì mạch thơ tập trung vào việc khắc họa dòng chảy của thời gian. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Tập trung vào miêu tả thời gian đúng không? Với những hình ảnh như là con én đưa thoi này, như là thiều quang chín chục đã ngoài 60, và nhịp thơ thì rất là êm xuôi, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bước sang đến 2 câu sau thôi thì mạch thơ như dừng lại và đã thay đổi đối tượng. Sang đến 2 câu thơ tiếp theo thì tác giả lại đề cập đến yếu tố về không gian, đúng không nào? Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Các em đã thấy được sự biến đổi của mạch thơ chưa? Rất là tài tình và rất tự nhiên. Phải có nhận định này chúng ta mới để ý đến thấy là đã có sự biến đổi trong mạch thơ. Còn nếu đọc bình thường lên thì chúng ta vốn vẫn thấy nó rất là tự nhiên và nhịp nhàng, đúng không nào? Đó là luận điểm đầu tiên, đó là luận cứ đầu tiên trong luận điểm chúng ta chứng minh cho nhận định này. Sang đến luận cứ thứ hai, chúng ta sẽ chứng minh cho cái ý đó là nghệ thuật thi trung hữu họa ở cặp thơ lục bát thứ hai. Bởi vì sao? Nhận định này gồm có hai vế. Thứ nhất là để có sự biến đổi trong mạch thơ từ câu thơ từ cặp lục bát thứ nhất sang cặp lục bát thứ hai, và cái vế thứ hai đó là ở cặp lục bát thứ hai thì đã thể hiện tài tình nghệ thuật thi trung hữu họa. Vậy thì trong luận cứ này chúng ta sẽ làm rõ, thứ nhất là trong 2 câu thơ thứ hai đó đã có những yếu tố của màu sắc và tác giả đã có sự vận dụng trong việc miêu tả của mình. Ví dụ như là màu nền của bức tranh chính là sắc cỏ xanh tươi, cỏ non xanh tận chân trời, và điểm xuyết trên đó lại là sắc trắng của hoa lê, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Vậy là chúng ta hình dung ra trong bức tranh đó có sắc xanh của cỏ, sắc xanh của trời, lại điểm xuyết thêm một vài đốm trắng của cành lê trắng, đúng không? Một vài đốm trắng của cành hoa lê nữa. Như vậy bức tranh rất hài hòa, bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong sáng, tinh khiết hiện lên trước mắt bạn đọc. Bên cạnh đó thì trong đoạn thơ này, trong 2 câu thơ này, đặc biệt hơn nữa có cái sự tài tình của tác giả khi mà sử dụng hình ảnh và ngôn từ. Khi mà tác giả đã đảo ngữ đó là cỏ non xanh tận chân trời này, cành lê trắng điểm một vài bông hoa chứ không phải là điểm trắng, để cho thấy được rằng là sắc trắng đó dù là chỉ điểm xuyết thôi, nhưng tác giả nhấn mạnh vào việc là trắng điểm có nghĩa là làm nổi bật được cái sắc trắng giữa nền cỏ xanh và trời xanh.
Vậy là bức tranh thiên nhiên mùa xuân qua hai câu thơ của Nguyễn Du thôi đã hiện lên trước mắt bạn đọc với đầy đủ những gì tinh khiết nhất, với đầy đủ những gì tươi non nhất, với đầy đủ những gì đẹp đẽ nhất của mùa xuân. Đúng không nào? Và sau khi chúng ta chứng minh được điều đó xong rồi thì chúng ta sẽ đánh giá về khả năng rung động tinh tế của thi nhân trước vẻ đẹp của thiên nhiên và làm rõ được sự sáng tạo trong nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của tác giả Nguyễn Du, của một ngòi bút đã trở thành bậc thầy. Đó là tất cả những gì mà chị hướng dẫn cho các bạn về đề bài chúng ta chứng minh một nhận định về đoạn trích cảnh ngày xuân và cụ thể hơn là 4 câu thơ đầu trong đoạn trích này. Rất mong rằng đây là một đề bài có thể khơi gợi được cảm hứng học văn của các bạn và qua sự hướng dẫn của chị thì các em biết thêm được, hiểu thêm được cái cách để chúng ta làm một bài văn dưới dạng chứng minh nhận định. Và nếu như mà có thắc mắc gì thì các em cũng đừng ngại ngần nhắn tin về cho chị thông qua fanpage Học Văn Chị Hiên để chị làm thêm nhiều những video giải đáp các thắc mắc của các em nhé. Hãy cùng đồng hành với chị trong chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn nhé. Tạm biệt và cảm ơn các em rất nhiều.